Rider hoặc Wayanfa, rồi những dòng xe khác á mà mình chưa lên clip thì các bạn ghé qua shop mình lắp đặt. Nếu mà mình chưa quay video đó, mình sẽ xin phép các bạn quay video và hỗ trợ tiền công cho các bạn ha. Mình vừa lắp đặt xong phần sạc rồi các bạn. Thì đối với phần bơm lửa thì cũng như video trước thôi, mình sẽ làm vệ sinh sạch sẽ lại cái phần này. Thứ hai là thay một cái đoạn mới và làm lại đường dây điện từ dưới đó lên trên cái phần sạc luôn. Và xe này bị một cái tình trạng đó là cái dây kích của nó bị tước cái vỏ rồi, đâm ra mình sẽ làm lại cái dây kích mới khách luôn. Dây gì còn dưới đây đi lên mình sẽ làm lại hết luôn rồi. Thì sạc mình vẫn tận dụng lại được vị trí này các bạn, nó nằm lại vẫn trong cái form zin này luôn, không cần phải chế bát hay gì hết, chỉ cần chêm nong đền một xíu là bắt lại cái lỗ zin trên xe luôn. Đó, sạc cái nằm đây nằm cứng đây luôn các bạn ha. Mình sẽ đo điện cho bạn xem. Thì mình cũng vừa gá cái bóng đèn T3 lên luôn rồi. Đây, mở khóa lên nè. Và xe đã chuyển điện bình luôn nha các bạn. Thì bắt buộc khi mình lên sạc mình sẽ chuyển điện bình cho các bạn luôn, tại vì cái nguồn sạc bây giờ lên mạnh rồi, các bạn không cứ sợ bị thiếu hụt điện nữa. Pha nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở đèn, bật pha, đạp thắng và đo điện cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên nha. Nếu mà nổ ga anti nè, cái nạp nó sẽ rất là ít, nó sẽ giữ cái khoảng này cho các bạn. Em lên ga nhẹ nè. Các bạn lên ga càng mạnh thì nó nạp càng đều. Mình đang lên ga khoảng vận tốc khoảng 60-70 á, nghĩa là các bạn chạy pha chạy thoải mái nha. Rồi chiếc xe này do cái dây điện zin từ mà cái phần jack sạc lên mở quy á, mình cảm thấy là nó hơi bị hoang động rồi, cho nên mình sẽ câu hai thẳng hai nguồn là mát với lại dây lửa từ cái phần sạc lên thẳng vào bình ắc quy luôn. Nó sẽ qua một cái cầu chì khác, nghĩa là dây điện zin nạp từ sạc cũ lên bình ắc quy mình sẽ không sử dụng nữa. Thay vào đó mình làm thêm hai đường dây mới nạp thẳng vào bình ắc quy luôn, nó sẽ không qua trung gian dây của xe nữa, thì cái nguồn điện nó truyền trực tiếp thẳng lên cái phần bình ắc quy sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ này, khi mà các bạn lên bóng á thì bên mình thường có hai loại cho các bạn, đó là bóng T3 và bóng T3 Plus. Thì cá nhân mình nha, mình thấy bóng T3 thường thì nó lại tiện ít hơn là bóng T3 Plus. Thì T3 Plus nó sẽ khác, ở T3 thường là nó có một cái ánh sáng pha là hình vuông này luôn, nó giống như là laser này các bạn, một hình vuông này nó sắc nét vậy luôn. Thì nó sẽ có một cái hơi khó chịu là các bạn đi tối hơi bật pha á, mà cái đường nó dằn các bạn, cái hình vuông nó cứ nhịp nhịp vậy nè, thì cho nên là các bạn nó gom thẳng ra trước á. Nhiều khách hàng phản hồi với mình đó là nó sẽ bị nhức mắt. Thì đối với dòng T3 thường thì cái pha sẽ dập lên ở dập hai bên luôn các bạn, thì nó tạo một khoảng rộng hai bên. Cá nhân mình khi trải nghiệm là vậy. Đối với T3 thường thì các bạn đi đều nó sẽ dễ chịu hơn, tại vì ánh sáng nó bung ra hai bên nữa, kèm theo đó là cái độ pha nó rộng. Còn đối với T3 Plus thì cái ánh sáng pha nó gom, nó sẽ được chiếu xa, nghĩa là các bạn đi mà tốc độ nhanh á, bạn dùng ánh sáng pha của T3 Plus thì nó chuẩn hơn nhiều. Thì đối với xe này mình cũng tư vấn là T3 thường luôn để cho sử dụng cho thoải mái hơn các bạn. Sau chiếc xe này thì các bạn cứ đếm cho mình ha, video nào mà chưa có xe lên clip. Thì đối với những xe còn lại lần đầu tiên đến shop mà mình quay video, mình sẽ hỗ trợ free công cho các bạn luôn. Xe nào cũng free công luôn nha các bạn. Rồi ok, đó là toàn bộ review video ngày hôm nay. Nếu các bạn thắc mắc gì về sạc, các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp các bạn nha. À quên nữa, hình như đầu clip giờ các bạn thấy thiếu gì không? Câu cửa miệng của mình là hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Xe Am Shop. Hẹn gặp lại các bạn tại một video sau. Bye bye.